không đeo khẩu trang còn bắt công an trực chốt quỳ xin lỗi và cái kết bế thẳng lên phường. Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh cô gái không đeo khẩu trang ra đường mùa dịch còn quát tháo lực lượng chức năng đang được chia sẻ khắp các diễn đàn khiến dân mạng không khỏi bức xúc. Theo đó, cô gái này vi phạm quy định của Bộ Y tế trong phòng chống dịch, cụ thể là không đeo khẩu trang. Khi công an nhẹ nhàng nhắc nhở, đối tượng đã liên tục chỉ tay lớn tiếng mắng chửi với từ ngữ vô văn hóa, xưng mày tao với người trong ban kiểm dịch. Mày nói tử tế thì tao đeo khẩu trang vào, còn mày không nói tử tế thì tao đếch đeo nhé, hiểu chưa? Mày cầm cái gậy ấy định đập vào đầu tao à? Thấy người vi phạm mất bình tĩnh, cán bộ công an đã tránh đi để không to tiếng. Tuy nhiên hành động này lại khiến cô gái nổi đoá lên hét lớn, thậm chí cho rằng đây là công an điểu vì công an thật không bắt người bao giờ. Mày đi đâu? Tao đang nói chuyện nghiêm túc, mày bỏ đi đâu hả? Mà mày không phải công an đúng không? Công an người ta không bắt người bao giờ. Lúc này có giọng của một người đàn ông xung quanh gắt, đeo khẩu trang vào đi, thì ngay lập tức đối tượng chất vấn. Cháu đeo thế nào đấy là việc của cháu, chú đeo khẩu trang là việc của chú. Cô gái vẫn cứ tiếp tục chửi bới loạn lên, cho rằng cán bộ công an đã có hành động không đúng khi chạm vào xe của mình. Mày hỗn láo với tao ý gì? Mày xúc phạm tao, sờ vào tay, vào xe tao. Đỉnh điểm là mặc dù có hành động vi phạm, nhưng người này lại nhất quyết bắt lực lượng chức năng phải quỳ xuống xin lỗi vì cho rằng mình đúng, công an sai. Cháu không đứng dậy, nếu nó không quỳ trước mặt cháu, nó sai thì nó phải quỳ, cháu không cần biết, cháu không làm sai. Cuối cùng đối tượng đã bị dân phòng và người trong ban kiểm dịch cưỡng chế đưa ra xe, tới tận lúc này cô gái vẫn không ngừng chửi bậy, thái độ chống đối. Đến hiện tại vẫn chưa có thêm thông tin gì về diễn biến sau đó của sự việc, nhưng đoạn clip dài 3 phút đã khiến nhiều người nóng mặt về cách hành xử vô ý thức không thể chấp nhận được của cô gái này. Cư dân mạng bình luận, tôi xem mà tôi sốc luôn ấy, chị gái nghĩ gì không biết. Sao mấy anh công an dân phòng hiền thế? Với những trường hợp như này mất thời gian nói chuyện nhiều làm gì, cứ dẫn về phường xử phạt nghiêm, sau sẽ ngoan ngay. Từ khi nào mà làm sai còn bắt công an quỳ xuống xin lỗi đấy? Việc sai đầu tiên của bạn này là không đeo khẩu trang ra đường, đó là tội không cãi được. Sao lại còn chửi bới thách thức bắt công an quỳ xin lỗi, tính ra tội nặng đấy. Đến lúc ra xe về rồi mồm vẫn liên tục chửi được, sợ thật. Một trường hợp vô ý thức khác cũng đang được netizen bàn luận xôn xao vì nhân vật chính của câu chuyện khẳng định khẩu trang vô dụng với Covid nên không cần đeo. Chị cho rằng không ai có thể đeo khẩu trang 24/24 và nói với người đàn ông rằng có những lúc chú vẫn bỏ khẩu trang mà, cái khẩu trang là cái khốn nạn nhất trên đời, cháu nói với chú thế. Mặc dù chú bảo vệ liên tục khuyên nhủ song người phụ nữ vẫn khăng khăng khẩu trang không thể chữa được Covid. Khẩu trang này mà chữa được thì tại sao tất cả phải cấm đoán như thế, Covid là cái gì? Không rõ cái kết mà người phụ nữ này phải chịu phạt là gì, nhưng ý thức chống dịch của chị khiến không ai có thể bền nổi. Bên cạnh đó, một trường hợp khác tuy vi phạm quy định giãn cách nhưng lại khiến cư dân mạng cảm thông. Theo hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, người đàn ông đi chân đất lén ra đồng bắt ốc về ăn trong clip dưới đây. Có lẽ cũng biết vậy nên khi bị anh áo xanh phát hiện, chú tỏ ra khá bối rối. Đứng trước chậu ốc đầy, khẩu trang đã che nhưng mặt mũi vẫn buồn thiêu. Anh hết lấy tay chỉnh mũ rồi lại vê vê ngón tay kiểu ngại ngùng. Khi nghe câu, em phạt này, chỉ thị 16 cộng, không được đi như này. Anh chỉ nhỏ nhẹ nói, nhà không có chi ăn nữa, để giải thích lý do mình ra cánh đồng thu hoạch ốc. Khi người đàn ông còn đang tần ngần, anh áo xanh đã tiếp tục. Rồi, giờ em phạt này, phạt là đưa gạo, đưa rau, đưa mì tôm nhá. Rồi chúc sức khỏe nhé, giữ gìn sức khỏe nhé. Ngẩn ra một chút, người đàn ông mới nhận ra mình bị phạt phải mang thực phẩm được hỗ trợ về nhà ăn trong những ngày giãn cách. Anh vui vẻ rồi vẫy tay chào áo xanh. Video này đã nhận được nhiều đồng cảm của dân mạng, đặc biệt là cách nói chuyện chân tình, dễ chịu của anh áo xanh. Có người còn đùa, nếu phạt thế này thì nên phạt mạnh tay hơn nữa, phạt nhiều vào. Chủ nhân của clip anh Quốc Huy sống ở Vinh, một tình nguyện viên của Hội Thiện Nguyện Vinh Phát và Hội Thiện Nguyện Tâm An chia sẻ, anh quay clip 2 ngày trước, anh cùng các đồng đội được phép đi hỗ trợ và trao tặng nhu yếu phẩm thiết yếu đến tay từng hoàn cảnh khó khăn trong thành phố Vinh và các xã lân cận thuộc Nghệ An trong bộ đồ bảo hộ xanh. Chú ấy ở gần nhà em, cả nhà chú mất cả rồi, bố mẹ và chị gái còn mỗi chú thôi, chú cũng đang bị bệnh, nhà cũng hoàn cảnh, vì gần nhà nên em trêu đùa một chút thôi, em còn sợ đăng video lên mọi người sẽ nghĩ khác, may mà mọi người đều hiểu, không trách gì em cả. Lúc này ở đây cũng khó đi chợ nên chú ra đồng gần nhà bắt ốc về ăn, Quốc Huy chia sẻ.